Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam VAWI đã tổ chức lễ phát động chương trình từ thiện Nữ Doanh nhân Việt Nam Triệu Tấm Lòng. Với thông điệp Nữ Doanh nhân Việt Nam Triệu Tấm Lòng, 1 triệu món quà trị giá hơn 8 tỷ đồng sẽ được Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam gửi đến cho các chị em công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm giúp đỡ chia sẻ những khó khăn với chị em công nhân, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng góp sức để mang lại cho chị em công nhân một chế độ dinh dưỡng và môi trường làm việc cải thiện hơn. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện nay số lao động nữ tại các khu cụm công nghiệp chiếm hơn 50% trong số 2 triệu công nhân đang làm việc. Phần lớn trong số họ là những lao động ngoại tỉnh, trình độ thấp, thu nhập không ổn định, đời sống nhiều khó khăn. Thực tế này đòi hỏi các cấp, các ngành và các tổ chức cần có sự quan tâm, chia sẻ và chăm lo trực tiếp đến chất lượng nguồn lực này.